Hello. Ông bé cơ mày vừa comment đúng không? Qua nào. Alison bé cơ có 5.000 nháy. Đợi anh hơi lâu rồi nha. Á trời ơi. Đây rồi, account của Dũng 4.500 tỷ, càng đẹp rồi. Nick này là càng đẹp rồi. Thầy đang nói câu chuyện là chiều nay định vào là quẩy cho bạn Dũng rồi. Nhưng mà mạng nó lag quá, mấy hôm nay nó mạng mỏi. Kết nối lại được rồi anh em, ok. Sorry các bạn nha, bị gián đoạn chắc khoảng độ 30 giây hoặc 1 phút gì đấy. Chập mạng. Câu chuyện bình thường, bây giờ anh em phải quen đi thôi. Ôi, phải làm quen. E định lấy gói EBS 98 nhưng thấy Aza Ba Cante nên thôi mặt cười. Thì sẽ là gói đầu tiên của Nick này. Biết đâu lại ra Ibra. Á đủ. Ơn đầu xuôi đuôi chuột. Nhưng mà đầu lại không xuôi. Xếp kỳ. Bây giờ mở nó hơi min các ông ạ. Chắc là do đang ít like đấy. Đang ít like đấy anh em ơi. Mở gói này ra Benzema cái nào. Anh em cho thêm tí like đây. Benzema có xem nào. Benzema nào. Cante EBS quất 5.000 nháy. Chào anh. Croatia Modric. Modric chỉ hơi phế. Chỉ số 111. Modric trong game này nó cứ bị đi kiểu gì ấy. Thứ nhất là nó làm không nhanh hẳn, cái thứ hai là nó cũng không khỏe hẳn, nó rất là khó chịu, khó dùng ấy chưa. Em ơi, chơi FIFA tài chính tầm 7 củ có đá được không? 7 củ in game là 7 củ bên ngoài, 7 củ bên ngoài là được full một vòng quay này rồi. Full một vòng quay này là đủ team đá, thoải mái. Các bạn không phải lo lắng cái câu chuyện là pay to win đâu. Cái quan trọng là anh em chăm cày các sự kiện offline, xin lỗi các sự kiện free của Gà Rán. Đấy, xem giải các thứ lấy cốt. Đấy, anh em những cái sự kiện đấy, ví dụ như là sự kiện nạp thẻ ưu đãi này, sự kiện chuyển sò nhận quà các thứ này. Đấy thì anh em chơi những cái sự kiện đấy thì anh em sẽ có một cái list sổ tay và CP nó tốt. Thì lúc đấy các bạn update những cái con huấn luyện viên á. Với lại là anh thủ vào đá cái EAON. Huấn luyện viên quan trọng chứ là đội hình bây giờ nó không khác biệt nhau mấy đâu. Bảo các bạn đừng có nhìn vào cái đội hình vài nghìn tỷ với 500 tỷ các bạn coi thường. Mở ra Kante à, không mở ra Pele, Galit. Ui, CM này, CM của Pháp này, Pogba không? Ui, Vieira cũng được. Pogba là cũng là CM đấy. Tôi nhớ Pogba là CM. Vieira gói này là cũng bú rồi. Không được gọi là quá mượt như là đội Johan Cruyff các thứ, nhưng mà Vieira gói này là ngon rồi đấy. Ngon rồi. À, máy tầm 7 củ à? Đây cứ tưởng là đầu tư 7 củ quay sự kiện chứ chưa? Đấy là vẫn nhiệt tình. Máy tầm 7 củ. Khổ quá đấy, máy tầm 7 củ đơn giản. Máy tầm 7 củ bây giờ thì thoải mái luôn. Có thể mua cũ cũng được. Mua cũ bây giờ những cái bộ máy như kiểu Ryzen 5. Đấy, Ryzen 5 3600. Kiểu đó thì cũng rẻ. Cái bộ máy tính mà tôi đang chơi game đây này là chip Ryzen 5 nhá, 3600 nhá. Đấy. RAM 32GB nhưng mà anh em cũng chỉ cần 16GB thôi. Các màn hình như bây giờ rẻ rồi, làm con 1660F. Đấy, tức là cấu hình 7 củ. Phải mãi. Mà đấy là còn thừa, anh em có thể giảm bớt tiền cũng được. Bán em con này á, ứ trời ơi, có phải của anh đâu mà lại cứ nói thế nhỉ? Của anh cũng không bán. Nào. Mà. Úi dồi ôi. 113, à được. À, Dialo này cũng được này, Dialo này vừa đá được, vừa làm phôi được. Em build một team Chelsea 1.300 tỷ nhưng em đã cảm giác truyền rất kém.
À, giọt bẹt, giọt bẹt. Cứ đá từ từ thôi. Game FIFA Online 4 là một tựa game mà nó yêu cầu độ chính xác cao chứ không phải là tay nhanh nhé. Cái quan trọng là đầu tiên là phải có độ chính xác này. Cái thứ hai mới đến tay nhanh này. Các bạn phải có trước. Đá chính xác có trước. Khi mà mình chính xác rồi mình nâng dần tốc độ của mình lên theo cái nhịp cao hơn thì mình sẽ nguy hiểm hơn. Chứ còn nếu mà mình đá nhanh mà mình không chính xác là vứt đi luôn. Rất ít người đá nhanh. Nhanh như kiểu Jürgen thì cũng chỉ vài tình huống thôi chứ không thể nào mà nhanh cả trận được. Mình phải xem cái việc của tính tiến bóng theo phương ngang như nào. Chứ còn dăm ba cái quả đập tách tách nhiều khi nó cũng lẻ nhau thôi. Nhưng còn Pirlo cứ lòng kinh lắm nhưng mà nó hơi yếu. Thi thoảng tạo bất ngờ. Chứ ví dụ như David Beckham hay là Toni Kroos nó cứ lòng ấy. Không cần phải bất ngờ đúng không? Ai cũng biết nó cứ lòng. Ai cũng biết là đến đấy là nó sút ấy. Nhưng mà bắt được hay không câu chuyện khó. Đấy chứ còn như Pirlo thì thi thoảng được còn pha bất ngờ thôi. Bởi vì là người ta không tin rằng Pirlo làm điều đấy thôi. Chứ còn là yếu. Italia CB. Ui Manini cái đẹp này. Manini cái đẹp. Đừng Bazzesi nhá. Đừng. Ồ mẹ Cannavaro. Thôi cũng được. Cannavaro chỉ số cũng là top rồi. Cannavaro là top chỉ số rồi. Thế được đấy nhỉ. Team Real luôn này. Team Real luôn. Được nhá. Được nha. Được nha. Hơi chậm một chút. Còn Cannavaro này mà thêm 5 điểm chạy nữa là đẹp. Manini thì thơm hơn. Manini mặc dù chỉ số thấp hơn nhưng mà lại được săn đón hơn. Được đấy nhở, Cannavaro 100 tỷ. Con này bú rồi, con này bị bú rồi. Nào, mở nào. Pedro cho rồi, Pedro là phải cho rồi, anh em yên tâm. Không mít được đâu. Úi giời, ra luôn này. Ông nào vừa bảo không có Pedro nhở. Đấy đấy, anh em phải cứ thì thế thôi. Nhắc bài nhưng mà thì nhắc sai. Đấy. Pedro, ông nào vừa nói quả đấy độc thế nhở. Dũng này, Việt Dũng này. Có mà. Ta-da. Hello. Ông bé cơm mày vừa comment đúng không? Qua nào? Alison bé cơ quất 5.000 nháy. Đợi anh hơi lâu rồi nha. Á à. Dũng Bin quất 5.001 nháy. Nhìn thấy Brazil tưởng bú rồi mặt mếu. Nào mở nào. Hà Lan CF. Úi giời, Đức ạ! Đức ST. Đức ST à? Cái đẹp mẹ. Vẫn phải nói vậy. Cờ lâu đi rồi anh em ơi. Dũng Bin quất 50.000 nháy. Thôi thế là lãi rồi a ạc ba hi hi. Thế là lãi tình cảm thôi Dũng à. Giờ chúng ta sẽ đến với phần chiến thuật đội hình. Cristiano Ronaldo. Với cái sơ đồ này thì anh em có thể đá 4-2-2-1-1. Mình nghĩ 4-2-2-1-1 là khá là phù hợp. A few moments later. Wow. À, đẹp. 4-2-2-1-1. À, tập đá cái này đi Dũng ơi, không cần phải đổi sơ đồ đâu. Tập đá cái này không phải đổi sơ đồ nhé, cùng lắm là đổi xu hướng đó. 70-50 này, ok này. 80 70, 35. Không phải đổi sơ đồ, chỉ thay xu hướng. Và thế thôi, không có xét nhiều. David Beckham thì 33 này. Cắt bóng này. 33 này. Bóng này. Hai con này thì mình không có cần xét sơ đồ gì hết nhé. Dũng Bin quất 5.001 nháy. Em có nên sắm thêm ST nào không ạ? Thực ra là con huấn luyện viên của Dũng là đang yếu, cứ đi dần dần. Cái giờ huấn luyện viên của Dũng nó đang còn rất là yếu, mình phải chăm cả mau tu, chú ý những cái sự kiện và nhất là có những cái gói huấn luyện viên 7 sao các thứ ấy, thì mình chú ý mà mua. Tiền đạo thì không cần đâu, tiền đạo bán mấy con như kiểu closer, những cái con này giá trị sử dụng nó thấp này. Ok rồi đấy, đá sơ đồ này thì không cần phải đổi sơ đồ liên tục đâu Dũng ạ. Như thế thì nó đỡ mệt.
mình tập trung vào cái cảm nhận, cảm giác tay của mình hơn. Còn các game thủ người ta đã đổi hai sơ đồ thì là kệ người ta, bởi vì là họ yêu cầu một cái trình độ chuyên môn cao hơn. Team này thì cứ Beckham ở ngoài vòng cấm cứa thôi, kể cả chân trái chân phải cứa hết. Ngoài ra thì còn con Toni Kroos nữa. Toni Kroos vào, nếu mà có vào sân thì cũng cứ cứa thôi. Thực ra cái sơ đồ này nó hợp để mình đá live stream á, bởi vì là mình không phải suy nghĩ nhiều. Chứ còn đá cái đổi hai sơ đồ giống như là của anh em trong team nó cùng đá thì đương nhiên là phải suy nghĩ nhiều, cứ phải tập trung thì mới đá được. Cái sơ đồ này thì vừa đọc comment cứ vừa đá. Okay. Hên bóng là ăn thôi. Rồi. Chết. Đó là bóng cuối và đó là Shevchenko. Teva. Hugo Sanchez dễ đá hơn ấy nhá. Hugo nó có cái độ cục xúc. Sổ quả cái điểm hoàn hảo. Phải không thích chơi ngải quất 5.000 nháy Valentin rồi chắc nay mượn tay cầm đờ si xếp nghỉ mặt cười. Không có đâu. Ai cho à? Và hôm nay dê nó bị sao anh em ạ? Dê nó cứ bị kiểu lệch lệch. Đấy, ví dụ như những cái quả như này thằng con Chris nó không làm được ấy. Rất là đơn giản nhá, quay một vòng lag mách giật ra cái là ZS vào, đơn giản luôn. Trong khi nó là thằng đá cánh rất nhiều, nó không làm. Xem được cả mình. Thấy chưa? Cầu toàn quá, tự nhiên ông Beckham ông lại đi dừng lại. Trời ơi, lượt luôn. À. Tớ làm rất lừa đảo đến từ Teva. Xuất phát điểm chính là một trong những cái lợi thế và người ta có thể đánh giá nó là một trong những cái gọi là té lần thứ 8. Một loại tài năng.
Ronaldo. Việt vị à? Mét trợ lý đường biên có được đi cùng không? Tại bẫy Việt vị rồi. Lại bẫy bị sai rồi. Chuyền đây nó vui này. Chuyền đi. Chuyền lại. Có phép nó buồn cười. Đội bạn để cuốn anh em ạ. Lối chơi rất là lừa đảo. Ánh soạc Alexandro Netta. Cánh xoa em gì này cực cực chôn đấy. Anh không ăn mở cái lối chơi truyền đi đừng sút thì rất ảo diệu. Ở đây tôi cố tình để tôi nói cái câu này đấy anh em ạ, tôi phải dùng cái từ tình huống bóng ấy, mình phải tạo ra cái tình huống bóng truyền đi đừng sút mình mới có thể nói được, nó mới gọi là có sách mách có chứng đấy. Chứ không lại bị người ta hỏi là tin chuẩn chưa anh. Đấy. Mắt léo không? Đấy. Pha này mà hôm sau là thằng cộng tác viên không cắt lên làm short thì đúng là đáng để trừ lương. Shut up and take my money. Đánh đậu. Ui đẹp như không mà. Với những cái góc sút như thế này thì anh em chỉ cần như này là vào này. Easy. Đọc như sách giáo khoa. Công nhận những trận đấu này. Toàn là những cái bộ môn võ thuật. Trời ơi. Đẹp phép. Đây mới là sút bạn ơi. Sút 5.000 ấy. Còn mỗi năm KDNT cho xếp nốt mặt cười. Ok ok. Dũng Bin quất 50.000 ngày. Em cảm ơn anh ạ. À. Chúc anh buổi đêm vui vẻ nhé. Thank you Dũng nhé.